Siêu hot, siêu đặc biệt, máy nổ bỏng gối thép Bình Minh có thể nổ đa dạng các loại bỏng từ kiểu ống gậy đến kén tằm, đu đủ, bi giòn giòn. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Chắc hẳn quý vị ở đây không còn xa lạ gì với thứ đồ ăn vặt là các loại bỏng đang được bày bán ở khắp mọi nơi. Để sản xuất ra các loại bỏng này, các cơ sở kinh doanh sản xuất đã lựa chọn những dòng sản phẩm tân tiến nhất. Trong đó, dòng sản phẩm máy nổ bỏng gối thép do công ty Bình Minh sản xuất đang là sự lựa chọn hàng đầu đối với các cơ sở kinh doanh. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ chỉ ra cho quý vị 6 điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm máy nổ bỏng gối thép. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem với Ngọc Nga. Điểm nổi bật đầu tiên đó chính là sản phẩm đa dạng. Cải tiến từ dòng máy trước đó, máy nổ được nhiều loại nguyên liệu như gạo, ngô, lạc thành đa dạng các loại bỏng ống, kén tằm, hạt đu đủ hay bi giòn giòn, góp phần đa dạng mặt hàng hơn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Điểm nổi bật thứ hai đó chính là chất liệu làm nền sản phẩm. Máy được làm từ chất liệu thép dày dặn, có độ bền cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổng trọng lượng của máy lên đến 53 cân. Điểm nổi bật thứ ba đó chính là thành phẩm chất lượng. Thành phẩm sau khi nổ, nhờ chiếc máy nổ bỏng gối thép này đã được làm chín có thể ăn ngay. Khi ăn sẽ cảm nhận được độ giòn và mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu. Nên ăn ngay để đảm bảo độ giòn, bọc kín bảo quản ở nơi thoáng mát trong trường hợp không dùng hết. Điểm nổi bật thứ tư đó chính là ai cũng có thể trở thành thợ nổ bỏng. Tự mình sử dụng máy nổ bỏng gối thép. Máy có thiết kế nhỏ gọn, hoạt động dựa trên cơ chế tự động. Việc của quý vị cần làm đó là chuẩn bị nguyên liệu sao cho vừa ăn và đảm bảo đường điện đủ tải. Chỉ cần khởi động máy, sau đó cho nguyên liệu làm bỏng vào cửa nạp. Nguyên liệu sẽ chạy xuống thân máy. Ở đây, xi lanh và lõi sắt được cấu tạo ngược chiều nhau, tạo ma sát, tự sinh nhiệt dẫn đến nguyên liệu chín đều và ép phân đi ra cửa tạo thành bỏng. Và điểm nổi bật thứ năm đó chính là tạo nguồn thu nhập ổn định. Máy nổ bỏng gối thép của công ty Bình Minh sử dụng nguồn điện 3 pha 380V khỏe khoắn cho nguồn năng suất 40 đến 50 cân trên 1 giờ. Với chiếc máy nổ bỏng gối thép nhỏ gọn này, quý vị có thể bán tại nhà, đóng gói phân phát tới các đại lý hay mở dịch vụ nổ bỏng thuê, tận dụng hết công năng của máy. Chỉ sau vài tháng, quý vị đã có thể thu hồi lại vốn ban đầu bỏ ra khi mua máy. Và điều nổi bật cuối cùng của dòng sản phẩm này đó chính là chính sách bảo hành 6 tháng tại xưởng và sự chăm sóc khách hàng tốt nhất. Khi quý vị cần, chúng tôi sẽ có mặt. Quý vị khi mua máy tại công ty Bình Minh sẽ nhận được sự tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời. Với tất cả những ưu điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm máy nổ bỏng gối thép do công ty Bình Minh sản xuất mà Ngọc Nga đã giới thiệu tới quý vị cảm thấy sao ạ? Sản phẩm 1 vốn 6 lời này chỉ có duy nhất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đang chờ đón quý vị sở hữu. Và mức giá của dòng sản phẩm này, Ngọc Nga đã để ở phía dưới phần mô tả clip. Quý vị chỉ cần nhấp vào là đã có thể biết ngay dòng sản phẩm này có mức giá như thế nào. Và quý vị cũng đừng quên hãy nhấn like và theo dõi kênh để cổ vũ tinh thần cho Ngọc Nga mang thêm nhiều video hay và bổ ích khác gửi tặng đến cho quý vị. Ngọc Nga xin chúc quý vị có những ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.